Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho biết, công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc di dời hạ tầng kỹ thuật thi công các dự án cao tốc lớn tại nhiều địa phương cần hoàn thành năm 2025 vẫn chưa đạt tiến độ đề ra như Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Tiền Giang, Lạng Sơn. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật trong tháng 8 đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành vào năm 2025. Các tỉnh cần khẩn trương thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tại các dự án theo quy định. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắt, kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn